chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật ký cuộc sống của Minh Huyền. Huyền chúc các bạn một ngày mới luôn vui khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé. Và hôm nay Huyền lại có một chuyến về quê cùng các em của Huyền. Và trên đường về thì chị em mình đã phát hiện ra là có một con nước đập tràn rất là đẹp. Và chị em mình bây giờ sẽ đi đến đó để cùng quay lại những cái cảnh đẹp đó cho các bạn cùng xem nha. Thì mời các bạn cùng theo chân Huyền nào. Và đây này các bạn, đây là một con dốc thoai thoải rất là đẹp. Hai bên đường có núi đá này, có cây xanh này. Và trước mặt xa xa là một khoảng bầu trời màu xanh với những đám mây bồng bềnh rất là dễ thương. Đó. Và bây giờ mình và các em mình sẽ đi đến con đập và sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nha. Đó, các bạn thấy không, hai bên đường cây rất là xanh tươi tốt và xa xa là một ngọn núi đã được phủ kín bằng những cây xanh rất là mát. Đó, con đường nhỏ thôi nhưng mà rất là thoáng và mình cảm nhận như là ngày hôm nay ấy, con đường này là để dành riêng cho chị em chúng mình hay sao ấy. Và Huyền cũng xin được giới thiệu, đây là quê hương Ninh Bình của Huyền và nơi Huyền đã sinh ra và lớn lên tại đây. Và các bạn cũng biết đấy, trong mỗi chúng ta ai cũng có một quê hương để yêu thương, để nhớ nhung. Hai chữ quê hương chỉ thoáng qua nghe thôi mà đã thấy thật là thiêng liêng và bình dị ấm áp, phải không các bạn? Và các bạn thấy không, quê hương của chúng ta không chỉ ấm áp và đầy ắp những tình người và những kỷ niệm tuổi thơ sâu sắc. Mỗi vùng quê lại có một nét văn hóa riêng và đặc trưng của các vùng miền. Không miền quê nào giống miền quê nào, phải không các bạn? Và mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng. Đó, và quê hương Ninh Bình của mình thì có rất là nhiều món đặc sản. Nhưng cái đặc sản đặc trưng nhất ở quê hương Ninh Bình mình đó là về phong cảnh, đó là núi đá. Về món ăn thì là món dây núi Ninh Bình rất là ngon. Và ngày hôm qua chị em mình về quê thì cũng là vừa kết hợp công việc và cũng vừa là kết hợp ngày hôm nay đi chơi. Thì công việc đã ổn rồi thì hôm nay chị em mình sẽ có một chuyến đi chơi, đi tham quan những cái khu di tích lịch sử cũng như là những cái danh lam thắng cảnh. Thì Huyền là một người con sinh ra và lớn lên ở đất Ninh Bình, nhưng mà rất là nhiều những cái cảnh đẹp mà Huyền cũng chưa từng đi đến. Hôm nay thì mình sẽ đi và cũng sẽ quay lại những cái cảnh nhỏ nhỏ để gửi cho các bạn cùng xem nha.
cái ngã ba các bạn ạ. Và chắc chắn mình sẽ đi thẳng cái đường này và sẽ đi đến luôn chỗ cái đập tràn để mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem. Con đường nho nhỏ xinh xinh rất là dễ thương và cái thời tiết ngày hôm nay thì quá tuyệt vời các bạn ạ. Hai bên đường rất là nhiều cây xanh, rất là mát mẻ và rất là cảm thấy yên tĩnh. Và đây rồi, cái đập tràn đã xuất hiện rồi này các bạn. Và bây giờ mình sẽ xuống xe và xuống đi bộ và mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nha. Xuống đấy chụp hình hết đi. Có đường đi vào. Có đường đi vào. Đây, mình đã quay từ xa này. Nhìn phong cảnh ở đây rất là đẹp, rất là nên thơ. Đó, chắc chắn là Huyền sẽ phải lội xuống dưới này thôi. Nhưng mà từ từ đã, Huyền sẽ quay lại cho các bạn cùng xem đã. Mình đi về rất là nhiều rồi mà hôm nay mình phát hiện ra là ở chỗ này có một cái đập tràn, có một con suối chảy qua rất là đẹp. Đó. Bạn nhìn thấy có đẹp không? Bên trên là một cái đập nhưng mà vẫn là một con đường các bạn ạ. Ô tô và xe máy vẫn đi qua bình thường. Đó, và xa xa nhỉ, xa xa có một cô gái rất là dễ thương. Mọi người có nghe thấy tiếng thác chảy không? Nếu mà có nhiều thời gian thì chắc chắn Huyền sẽ lội xuống phía dưới của con suối này. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ đi nhiều nơi cho nên là mình chỉ quay lại một chút thôi. Đó, những bọt nước trắng xóa như một cái dàn nước ấy, rất là đẹp. Tràn qua mình rất là đẹp. Nhìn xa xa con suối chảy rất là thơ mộng và rất là đẹp này các bạn. À, quê hương nơi mình có rất là nhiều những danh lam thắng cảnh mà bản thân Huyền cũng chưa có đi hết. Mình sẽ khám phá dần dần các bạn ạ. Và đây là hai đứa cháu của Huyền này. Các bé rất là dễ thương. Các bạn nhìn thấy nước chảy đẹp không? Như một cái dàn nước chảy rất là đẹp. Nước thì vô cùng là trong xanh. Nước chảy xiết trong vắt nhỉ các bạn. Không biết ở dưới này có nhiều cá không nữa. Không, có một cô gái rất là xinh đẹp nè. Đây là đứa em của Huyền, rất là dễ thương, cười rất là tươi. Đó, và đây là gia đình các em của Huyền. Cảnh thì rất là đẹp, rất là đẹp luôn các bạn ạ.
Và đây hai chị em mình đã lội ra giữa cái con đập, và nước ở đây thì tràn qua cho nên là không sâu ấy, nó chỉ qua tràn qua mắt cá chân của mình thôi. Và mình hai chị em mình đã lội ra giữa và để thưởng thức cái dòng nước mát. Và bây giờ thì Huyền cũng chuẩn bị kết thúc cái video này rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của Huyền và các bạn ủng hộ Huyền thời gian qua nha. Các bạn yêu thương Huyền thì nhớ vào share, like, chia sẻ, nhấn chuông giúp Huyền nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye bye.